Mặc dù Ellie Trần đã sinh cả hai con là Candy Mộc Trà và Alfie Túc Mạch, nhưng danh tính của bố bọn trẻ vẫn là dấu hỏi lớn với dư luận vì cô chưa từng công bố. Tuy nhiên, mới đây cư dân mạng tìm ra tài khoản Facebook của một người đàn ông ngoại quốc được cho là chồng của Ellie Trần, bởi trên trang cá nhân của anh từng để tình trạng quan hệ đã kết hôn với cô. Người này cũng thường xuyên đăng ảnh của Mộc Trà và Túc Mạch. Đặc biệt, cách đây ít lâu, trên trang cá nhân này, tài khoản bất ngờ thay ảnh bìa trang cá nhân bằng một bức ảnh chụp cùng với ba mẹ con Ellie Trần. Trong ảnh, cả bốn người diện đồ cùng tông màu, tạo dáng vui vẻ và tràn ngập sự hạnh phúc.